Chưa. Nói chung là chỉ có Lạng Sơn thì mình mới được ăn kiểu như này thôi. Vâng vâng. Để tí lá ra. Tôi ít thêm nhỉ? Lá nhỉ? Em cho ít lá nhỉ? Ít thôi. À ít thôi. Nhiều quá nó đắng. À thế nữa. Chiều nay mình làm mấy mâm nhỉ bác ơi? 30 mâm. 30 mâm. Bắt này không trượt tay là phát này thì đi luôn đấy nhỉ. Không trượt qua tao ấy. Tao nhảy. Mẹ khoảng đâu chắc. Con này mỡ. Mẹ trên tay cả. Không mưa lắm đâu. Nhìn này thôi. Bóc cái mỡ đi là có chuẩn rồi. Bóc cái mỡ lá đi. Vâng, con này mới là ngon này. Con này ngon mà. Lần này nhà mình tự nuôi ấy nhỉ. Vâng. Tự nuôi mới ngon. Thịt nó chắc, nó mổ ra nó không có ít nước nào. Ít nước à, có nước nữa. Bỏ bì ra. Bỏ riêng cái bì ra. Bì chặt riêng. Chặt hay không? Đấy, vớ. Đấy, bây giờ sẽ hai thớt các bạn nhá. Mỗi người chặt một bên. Cái này để lâu mới vẫn giòn. Lâu gì? Lâu gì? Mới ra. Thì ra lò mà. Để này. Bà chỉ giòn vẫn giòn chứ. Để vài tiếng thoải mái vẫn giòn. Qua đêm. Đấy. Bà chỉ này tuyệt vời luôn. Kêu á, tay hiệp. Sao như lần này cái này. Anh em nào thích ăn thịt thì ăn ba chỉ này là rất là ngon. Mày tao. Úi giời ơi. Sướng quá nhỉ. Úi giời ơi, bắn lên mặt rồi. Đang cưới trên đỉnh núi luôn. Bắn lên mặt rồi. Chấp nhận thương đau. Chấp nhận thương đau. Thật đẹp này ơi. Anh này có khi là chỉ này mới ngon này. Còn em Nam mà đâu à? Ăn miếng, cầm một miếng ăn thôi mà có một cái lẩu lẩu này cũng ngon. Thì là quay được phải ăn bốc. Ăn nóng. Chặt này xuống chợ với tí với sếp nhá. Đông bạc chỉ. Cứ để tí này bốc cầm này không cầm. Rất là ngon luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Chưa? Cáo thủ chặt đấy, phát một luôn. Ăn chưa? Hả? Cháu đang ăn trong mồm rồi. Ăn chưa? Ăn là ngon. Hơi dùng lên này. Đúng 3 chữ. Ôi, một phút con hiền này. Tự nhiên này, thật tiêu. Ngon lắm. Nhưng mà chưa uống nha. Chú làm miếng xem thế nào. Chưa được uống nha. Vâng, làm miếng 3 chỉ xem. Ba chỉ với đệm thêm một ly rượu phải không? Đúng rồi. Đây này các bạn nhá, ở đây ăn thịt lợn phải đệm một ly rượu này. Phải rượu trước. Đấy, ăn xem chú này. Uống này. Đấy, uống rượu trước mới ăn à? Chứ được ăn chứ mới uống chứ. Bây giờ phải là bôi bôi. À, bôi đấy. Đấy, thế. Ngon không chú? Ngon. Ngon nhá. Nhìn này thấy ngon rồi. Bên kia em Minh em đang chặt lợn bên kia. Ui, chặt chưa.
cả Huế. Nói chung là chỉ có Lạng Sơn thì mình mới được ăn kiểu như này luôn. Vâng vâng. Các bạn nha. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, lợn quay. Lợn quay mà rượu thì tuyệt vời rồi. Không còn gì để bằng. Nhưng mà phải cho chén rượu luôn mới vô được. Rồi, cảm ơn bác. Cho thằng ba đâu, chú rồi. Anh rồi. Uống nước nước rồi bạn đấy. Để cháu không có tay rồi. Tí nữa nhá. Ăn thế nào chưa? Có Lạng Sơn được ăn như này. Cái ở bên kia cái kia rất là nóng luôn. Không phải đấy. Còn luôn. Mẹ cô chị. Anh em ở đó. Mẹ cắm ý trời ơi, những ba chỉ này thì không thể. Đấy, bên kia kìa, cái vai tuyệt vời luôn. Cái này nó xào cái nó dày nó ngon. À không xào nhỉ. Ngon. Quạt mất cầm chuẩn nó bỏ là kèm tẩy thế. Kèm tú mà. Thế này nhỉ tú. Ăn một miếng một tí chưa chắc ăn. Rồi mình cả phá mất cho cả tẩy ha. Mình à. Nó cả cặp. Đấy, khâu xào đúng không? Cặp cặp đấy ha mà. Món này, miếng này ăn tuyệt vời đấy. Sao làm à? Ngon, như này ngon, như này. Nó phải có tí đỏ đỏ này mới tuyệt vời này. Người ăn được là ngon lắm. Quay nó phải như thế này. Ôi giời, nó bay là miếng bay vào mũi chứ. Quay phải có tí đỏ đỏ. Được rồi. Ui ôi, nhìn miếng thịt ngon nhờ. Đấy.